Xin chào các em. Video này cô sẽ hướng dẫn các em làm một cái dạng bài tập, đó là chứng minh một cái tứ giác nó nội tiếp ha, chứng minh một cái tứ giác nội tiếp đường tròn. Thì đây là một cái dạng bài mà lúc nào cũng xuất hiện trong các cái đề thi, thứ nhất là đề thi tuyển sinh. Cô có một cái đề thi như thế này, cô có rất nhiều đề thi ha. Bạn nào muốn cô giải phần nào thì comment phía dưới video này ha. Thì đầu tiên cái phần đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ha, năm ngoái của Thành phố Hồ Chí Minh, thì các em nhìn cái câu hình nè, cái câu hình đề rất là dài em, 8 câu hai mặt. Thì cái câu hình này người ta bảo mình làm gì đây em? Chứng minh cái tứ giác này nội tiếp và chứng minh cái tỷ lệ và những cái câu liên quan. Thì cô sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề về trong cái hình này cho các em. Tức là những cái phần hình nào mà hay ra thi thì cô sẽ giải quyết theo kiểu là từng câu, chứ cô không thể giải nguyên một bài. Tại vì giải nguyên đề á, thì câu này cô sẽ giải theo đề, tức là cô cho các em thi thử giống như môn Anh á. Rồi sau đó các em cũng nộp bài, rồi cô chấm điểm, rồi cô giải chi tiết cho các em. Còn đối với cái dạng bài hình này á, tại vì nhiều bạn bắt gốc hỏi với cô là hình không hiểu gì cả, và cho nên đó là cô cũng băn khoăn, và cô làm những cái cô không biết là có nên làm nguyên một bài hay là làm theo chủ đề. Làm nguyên một bài thì các em sẽ học rồi các em rất là nản, cho nên cô sẽ làm theo chủ đề từng câu một nha, tức là từng dạng bài một. Rồi khi các em làm bài là các em ráp vào đó, các em ráp vào là các em sẽ thấy rằng cái đề nó nhẹ hơn và các em không có sợ toán hình nữa. Toán hình nó học nó cũng có rất là thú vị đấy em, chứ nó không có gì mà khó khăn đâu. Đối với cái cô ví dụ một cái đề thi học kỳ 2 ha, đề thi học kỳ 2 của Tân Phú. Tại vì cô dạy ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên là đa số các đề của cô đều ở thành phố Hồ Chí Minh hết em. Ở đây các em thấy nè, cũng là một cái bài toán đúng không? Xong đó người ta yêu cầu mình chứng minh tứ giác nội tiếp này, chứng minh vuông góc hoặc là chứng minh những cái tỷ lệ. Thì tất cả những bài này cô sẽ giải quyết cho các em, cô sẽ làm video rất là chi tiết cho các em. Rồi các em nhìn thấy ở đây nè, ở đây là một số cái đề tham khảo mà cô cũng soạn ra. Thì có những cái dạng bài này là có video rồi nha em. Các em chú ý nè, thứ nhất là bài giải hệ phương trình là có rồi nha. Giải hệ phương trình thì có video giải hệ phương trình rồi, có video giải về phương trình rồi, có video giải vẽ cách vẽ parabol và hai đường thẳng, sau đó là gì, tìm tọa độ giao điểm cũng có luôn nha. Và cái dạng bài thứ ba là cho phương trình tham số, phương trình bậc 2, rồi sau đó dùng VS để tìm cái thỏa mãn cái hệ thức, thì cô cũng đã làm rồi. Thì tất cả đều có hết cho các em theo dõi những video mà cô đã up lên rồi ha. Rồi còn những cái bài như dạng như là giải bài toán bằng cách lập hệ nè, rồi là những cái bài toán thực tế và những bài toán hình ở phía sau này thì cô sẽ giải lần lần cho các em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái bài giải chứng minh tứ giác nội tiếp ha. Thì tất cả những video cô làm á, là đều rất là chi tiết và dành cho tất cả các học sinh, cho nên là các em follow kênh của cô để nhận được những cái bài giảng mới nhất của cô ha, toán, hóa và anh nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bài nè. Thì ở đây các em nhìn thấy là người ta cho các em một cái tam giác rồi đúng không, rồi đường cao này nọ, rồi chứng minh nó nội tiếp. Đối với một cái bài toán hình á, thì phương pháp học là như thế nào? Tất cả luôn. Đầu tiên là các em phải học được định nghĩa tứ giác nội tiếp là gì. Tức là người ta bảo các em chứng minh cái gì thì các em phải hiểu cái đó là cái gì. Và cái thứ hai, các em phải biết được dấu hiệu nhận biết của nó là gì. Tức là mình có cái gì thì mình sẽ suy ra cái điều đó. Mình có A thì mình suy ra B. Như vậy, cái A là cái mà người ta cho mình ở trong sách giáo khoa hết em, được chưa? Và mình phải đi tìm những cái B. Cái B là những cái định lý mà người ta yêu cầu mình phải học thuộc, sau đó là chứng minh đấy. Toán hình là chỉ có học định lý và chứng minh thôi, chứ nó không có gì cả. Rồi các em không, tại vì ngay từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 là các em đã không thuộc những cái định lý đó, cho nên các em nhìn thấy hình là các em sợ và riết rồi, nên lớp 9 các em cũng không biết gì cả. Và những cái bài hình là lên lớp 10, 11, 12 nó còn khó hơn rất nhiều. Nếu như các em không giải quyết được những cái dạng bài như thế này thì các em sẽ không làm được những cái bài dạng bài về sau. Các em nỗ lực cố gắng để lên lớp 9 đúng không, lên lớp 10 đúng không, nhưng mà lên lớp 10 các em học cũng nản, tức là các em lại cảm thấy khó khăn.
thì nó càng trở nên áp lực. Tức là cuộc sống của các em ngày nào cũng là áp lực hết. Cho nên cô nghĩ là các em hãy chia nhỏ cái áp lực đó ra bằng cách là học những cái nhỏ 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 như thế này, để khi các em lên lớp lớn hơn, các em thấy nó không còn là khó khăn với em nữa. Được chưa? Rồi ở đây cô quay lại bài nha. Ở đây các em có nè, tứ giác nội tiếp là gì ha? Cô sẽ không có dạy lý thuyết nhiều, cô sẽ đi vòng vào bài tập luôn. Các em nhìn thấy là một cái đường tròn đó, A, B, C, D, được chưa? Như vậy người ta nói rằng cái tứ giác này nó đang nội tiếp cái đường tròn tâm ô này. Như vậy vì sao nó nội tiếp? Vì ta có điểm A, điểm B, điểm C, điểm D là nằm trên đường tròn này. Và khoảng cách từ ô A đến ô B bằng ô C bằng ô D bằng bán kính R luôn, đúng không em? Đây là dấu hiệu 1 và dấu hiệu 2. Đó. Tức là khi mình thấy 4 điểm nằm trên đường tròn, được chưa? Mình có 4 điểm nằm trên đường tròn thì mình suy ra tứ giác ABCD tạo từ 4 điểm đó nội tiếp đường tròn. Và cái thứ hai, mình có OA bằng OB bằng OC bằng OD, mình suy ra 4 cái này đều bằng bán kính, và mình suy ra được gì? ABCD cũng là một cái tứ giác nội tiếp đường tròn. Như vậy là mình có hai dấu hiệu như vậy. Rồi bây giờ các em nhìn thấy NBM thuộc đường tròn, nó nằm trên đường tròn, nhưng Q là nằm trong đường tròn, đường tròn tâm Y này. Như vậy là gì? Tứ giác này không hề nội tiếp. N, P, M, Q. Nhưng mà ba điểm này nằm trên, còn điểm này nằm ngoài. Như vậy là gì? Tứ giác này nó cũng không thể là nội tiếp được. Đấy chứ? Đấy, như vậy thì mình ở đây cô đã thống kê cho em một số cái định lý về dấu hiệu nhận biết. Thì hai cái này mình đã rồi nè. Bốn điểm thuộc đường tròn là rồi nha. Bốn điểm cách đều tâm là rồi. Thì hai cái dấu hiệu này người ta rất là ít ra thi. Chủ yếu là từ đây chứng minh qua đây thì có thôi, chứ hai cái dấu hiệu này nó là một cái điều hiển nhiên rồi, nên người ta không có cho mình thi đâu. Người ta cho mình thi hai cái dấu hiệu phía dưới nè. Đó, dấu hiệu đầu tiên là gì? Tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ và hai góc kề bằng nhau cùng nhìn một cung trắng. Thì cái này tí nữa cô sẽ làm bài tập, cô sẽ giải thích rõ hơn, chứ bây giờ lý thuyết các em học quá nhiều trên trường rồi, các em không cần phải học thêm nữa đâu. Cô nghĩ là như vậy, các em chỉ cần vào phòng bài tập thôi. Bây giờ mình cái cách làm bài là các em làm như thế này nha. Bước 1 là các em xác định đề bài yêu cầu các em làm gì, chứng minh cái gì ha. Bây giờ đề bài yêu cầu mình chứng minh điều gì đây em? Chứng minh cô tô cái này lên. A, F, H, E và B, F, C, E nội tiếp, đúng không? Chứng minh A, F, H, E thì bây giờ mình sẽ xác định ở trên cái hình. Đầu tiên là mình có cho tam giác. Do cô dùng iPad cho nên cô vẽ hình trước, tại vì vẽ hình này nó không có ở trên đây nó sẽ chạy á, cho nên vẽ rất là lâu. Mà cô muốn làm trên đây để cô tô hình rồi tô màu rồi cho các em dễ nhìn nhận, chứ bài làm thật là làm trên giấy là nó thích hơn em ha. Chứng minh tứ giác AFHE nội tiếp bằng cách là người ta cho mình cái tam giác ABC, các em cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp tâm ô bán kính R. Hãy nội tiếp thì nó phải nằm trên đường tròn. Cô cho nó vô giữa nè. Nằm trên đường tròn, được chưa? Đó, là cô vẽ ABC. Góc nhọn là góc như thế nào các em? Em chỉ cần vẽ như thế nào? Nhỏ hơn 90 độ là được rồi. Nhỏ hơn 90 độ. Rồi, xong. Đường cao BE và CF. BE, đường cao là BE. Như vậy đường cao thì như thế nào các em? Vuông góc, đúng không? Thì lúc này BE sẽ vuông góc với AC. Đây, cô sẽ vẽ là BE vuông góc với AC. Tiếp người ta cho cái gì đây em? Đường cao CF nữa. Như vậy là CF, như vậy là CF cũng vuông góc với AB. Rồi. Cắt nhau tại H. Rồi, cô vẽ cắt nhau tại H rồi. Xong. Bây giờ mình chỉ cần đi chứng minh tứ giác đó. Mình chứng minh. Bây giờ mình chứng minh như thế nào nè em? Cái phương pháp nó đơn giản như vậy thôi. Các em mình có cô nói rồi đúng không? Các em chỉ cần thuộc dấu hiệu là các em làm được đúng không? Các em thấy nè. Người ta cho mình cái đề là góc này với góc này vuông. Có liên quan gì đến 4 điểm thuộc đường tròn không em? Không có, người ta cho tam giác xong rồi cho đường cao thôi, như vậy liên quan đến số đo đúng không? Như vậy thì cái dấu hiệu số 1 và cái dấu hiệu số 2 mình không dùng được. Là không? Dấu hiệu số 1 và dấu hiệu số 2 không dùng được. Mình chỉ tổng hai góc đối bằng 180 độ, mình nhìn lên đây.
Tức là cái này mình phải nhớ giống như là một cái bí kíp võ công, mình nhớ thẳng trong đầu nha. À, để chứng minh nội tiết mình có bốn dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất là bốn điểm thuận tròn, dấu hiệu thứ hai bốn điểm cách đều tâm O, dấu hiệu thứ ba tổng hai góc đối bằng nhau 180 độ cộng lại 180 độ, và dấu hiệu thứ tư là có hai góc kề bằng nhau cùng nhìn một cung trắng. Tức là tí cái này các em sẽ hình dung ra được thì nó dễ thuộc hơn. Rồi các em nhìn cho cô nè, các em thấy nè, góc này với góc này có đối nhau không em? Đối, đúng không? Và nó hai góc 90 cộng lại 180, đúng luôn. Nhưng mà mình phải đi chứng minh, cho nên mình sẽ đi dùng cái số mấy? Số 3, đúng không? Mình sẽ dùng cái số 3 để mình chứng minh chứ. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ dùng như thế nào? Nè, hướng dẫn từng bước luôn, rất là cặn kẽ luôn. Nào, bây giờ cô sẽ mang cái dấu hiệu này đi. Mang để tí qua cái bài bên kia. À, hôm nay cô làm cho các em 3 bài nha. Rồi, cô để qua đây. À, bây giờ mình quay lại cái bài này. Rồi, à, bây giờ thì cái bước đầu tiên nè em. À, bước đầu tiên cô sẽ hướng dẫn trước, sau đó cô chứng minh sau nha. Thì khi mà mình có CF vuông góc với AB, tức là bây giờ em phải đi chứng minh được cái góc này bằng 90 độ, góc này bằng 90 độ, sau đó em cộng hai góc này là 180, đúng không? Như vậy để chứng minh được góc này 90 độ thì mình có là gì đây? Phải chứng minh nha em ha, chứ không có là thấy nói nha. Rồi mình có vì CF là đường cao của AB, đường cao trong tam giác ABC, cho nên CF vuông góc với AB. À, CF vuông góc với AB mà H như này em, H thuộc CF. À, vì hai đường này cắt nhau tại H mà chắc chắn H phải thuộc CF chứ. Vì H thuộc CF cho nên HF cũng vuông góc với AB. Các em hình dung được không? Đầu tiên này mình có CF. À, cô sẽ ghi ra đây nè. Vì CF là đường cao. À, mình sẽ ghi là vì CF là đường cao. Đường cao của tam giác nè em. Tam giác ABC, được chưa? Vì CF là đường cao tam giác ABC nên mình suy ra được điều gì? CF vuông góc với AB. Đó. À, CF vuông góc với AB mà vì rồi đến mà H thuộc gì em? Mà H thuộc CF. Suy ra điều gì? HF vuông góc với AB. HF vuông góc với AB. Đây là cái điều hiển nhiên mình thấy, nhưng mà mình phải đưa ra lập luận ra, chứ không thể mình không thể nói HF vuông góc AB được, đúng không? Thầy cô nào dễ thì mới cho điểm, còn thầy cô nào khó trưa nắng chấm bài nóng lực thấy là trừ điểm hết, trừ một lỏng một xíu xíu 0.1, 0.2 là các em hết điểm rồi. Hiện bài toán hình chỉ có 3 điểm rưỡi thôi. Rồi các em có HF vuông góc với AB, khi mà nó vuông góc thì nó bằng 9, bao nhiêu độ các em? Bằng 90 độ đúng không? Suy ra HF A bằng bao nhiêu? À, suy ra góc HF A bằng 90 độ. Rồi mình có một cái thứ nhất. À, mình có HF A bằng 90 rồi. Mình sẽ đi tìm cái thứ hai tiếp tương tự như vậy. Vì BE là vì BE là đường cao. Là đường cao của tam giác gì đây em? ABC. Suy ra BE vuông góc với gì em? BE vuông góc vì BE chứ không phải BF nha. Suy ra BE vuông góc với AC, được không? BE vuông góc với AC mà tiếp tục mà nữa. Mà H thuộc cái gì em? Thuộc BE. Suy ra HE vuông góc với AC. À, sắp tới cô sẽ giải một số cái đề thi tuyển sinh của các tỉnh ha. À, thì môn toán nha, còn môn Anh thì cô giải rồi. Thì môn Anh thì các em tiếp tục comment ở dưới, ví dụ như là đề 11 thì các em comment ngay dưới đề 11 là đề 12 giải cái gì, ở tỉnh nào thì cô sẽ giải tỉnh đó. Môn toán cũng tương tự như vậy ha. Tức là sau khi mình hoàn thành những cái cơ bản trong một cái đề thi á, thì cô sẽ làm một cái video về hướng dẫn cách ôn tập tuyển sinh môn toán. Sau đó là mình sẽ đi giải những cái đề thi như môn Anh á, chắc giải khoảng tầm 10 đề đến 13 đề đi. Thì lúc đó thì cô nghĩ rằng kiến thức của các em là chắc chắn rồi đó. À, rồi mình bên cạnh đó thì mình sẽ livestream giải một số cái bài toán đại nữa. Tại vì toán đại thì livestream thì nó vui hơn ha. Các em giải nhanh rồi các em đưa cái đích kết quả cho cô. Rồi cái mình làm cái bài tiếp theo thì nó nhanh hơn nhiều ha.
H thuộc BE, suy ra HE. Như vậy mình sẽ suy ra được điều gì em? HEA bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Rồi mình kế thứ ba tiếp. Vì hoặc là mà cũng được. Vì như thế nào? Góc này đúng không? Với góc này như thế nào? Vì H F A và H E E A như thế nào các em? Đối nhau đúng không? Đối nhau. Đó. Vì H F A và H E A đối nhau. Đó. Cho nên mình suy ra như thế nào em? Trên đây các em, đáng lẽ mình sẽ ghi là xét cái tam giác, xét cái tam giác. Rồi vậy nên thêm mình thêm cái câu này đi cho nó hay nè. Chứ vì với nên biết nhìn nó nghe nó không hay lắm. Mình sẽ xét tứ giác. Mình làm ở đâu mình xét ở đó cho mình dễ theo dõi em ha. Người chấm cũng dễ chấm điểm mà. Xét tứ giác HAE. Cái gì đây? AFHE. A hoặc là HFAE cũng được. HFAE. Ta có điều gì em? Ta có hai chấm. Khi làm các em vẽ hình bên đây, chữ bên đây nó đẹp ha. Ta có nè, tổng hai góc này nè, ta có HFA cộng HEA bằng bao nhiêu độ các em? Bằng 180 độ. Rồi, thấy chưa? Cái thứ hai, mình có cái gì nữa? Thì ghi xuống đây đi, mình có điều gì nữa? Hai góc này như thế nào em? HFA và HEA đối nhau đúng không? Đó. Theo cái dấu hiệu của mình, cô quay lại. Theo cái dấu hiệu của mình là tổng hai góc đối nhau bằng 180. Như vậy thì mình đã có được tổng hai góc. Mình có hai góc này đối nhau nữa. Như vậy mình suy ra điều gì em? Suy ra tứ giác gì? Tứ giác mà mình xét á. Tứ giác HEAF. Mình cứ đọc theo thứ tự là được rồi. Như thế nào em? Nội tiếp. Được chưa? Đó, xong bài. Được không? Xong cái bài, xong cái phần chứng minh này. Thì đối với cái bài này thì cô giảng nó kỹ. Nhưng mà bài sau cũng nhanh hơn xíu nha. Rồi thì sau khi mình làm thì nhắc lại nha. Mình đi tìm thằng này vuông góc, thằng này vuông góc. Đó, vuông góc thì cái góc nhỏ này cũng vuông góc. Hai cái này đối nhau cộng lại bằng 180. Thì mình sẽ suy ra được hai điều này. Hai cái này cộng lại 180 và đối nhau suy ra nó là nội tiếp. Theo cái gì em? Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội. Tứ giác nội, nội tiếp. Được chưa? Theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái hình tiếp theo, BFCE nha. Rồi cô xóa cái phần này nha. Rồi. Đây là cái bài giải nè. Đó. Rồi bây giờ cô xóa nè. Cô xóa để làm tiếp cái phần tiếp theo em. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bài tiếp theo là gì? BFCE nội tiếp. Đây. BFCE nội tiếp. Thì bây giờ để nội tiếp thì mình phải vẽ cái hình này. Vẽ nó thành một cái tứ giác chứ đúng không em? Vẽ nó thành một cái tứ giác. Rồi, cô nói cái này là. Rồi, bây giờ mình đã có được cái tứ giác BFEC này rồi. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh nó nội tiếp, nghe em. Rồi, bây giờ các em nhìn thấy cho cô nè. Ở đây nè các em. Các em thấy là lúc nãy là mình có BE vuông góc với AC. Như vậy góc này bằng bao nhiêu độ các em? Có phải bằng 90 không? Bằng 90. Bình thường trong hình các em chỉ cần vẽ một bên thôi. Nhưng mà cô vẽ cho các em thấy để chứng minh hình khác thôi. Rồi mình có CF vuông góc. Đó, bên này cũng là một cái góc vuông. Đó. Bây giờ các em thấy nè. Dấu hiệu thứ nhất là bốn điểm thuộc một đường tròn là không có, trong đề không có. Dấu hiệu thứ hai, cách đều tâm ô không có luôn, đúng không? Người ta còn chẳng cho tâm ô nữa là. Dấu hiệu thứ ba là hai góc đối cộng lại bằng 180 độ. Thì ở đây mình thấy rằng là góc này cộng góc này bằng 90 đúng không em? Còn góc này như thế nào? Lớn hơn 90 rồi. Như vậy thì hai góc này không thể cộng lại 180 được.
Như vậy thì dấu hiệu thứ ba là không dùng được, mình phải dùng qua dấu hiệu thứ tư là gì đây? Có hai góc kề bằng nhau cùng nhìn một cung trắng. Rồi là như thế nào? Các em nhìn thấy nè. À đây, có một cái cung. À ở đây là cái cung nè em. À người ta nói cái cung là như thế này nè. À đây, cái này đây, từ đây qua đây ha. Đó, cái này là một cái cung đường tròn nha em, một cái cung đường tròn. Đó, thì ở đây các em mình thấy BFC nó có phải nó nhìn cái BC này không, hoặc là nhìn cái cung BC, hoặc là nhìn đoạn BC này, đúng không em? Và góc này bằng bao nhiêu độ nữa? Bằng 90 độ. Góc BAC cũng nhìn BC, phải không? Đây nè, nhìn xuống đây nè. Đó, có phải nó nhìn cái cung BC không? Góc BAC, cái góc màu xanh nhìn xuống đây, nó cũng nhìn cung BC đúng không em? À, hoặc là nhìn cái đoạn BC này cũng được. Đó, nhưng mà nhìn một cái cung trắng như vậy mà hai góc này còn bằng nhau là bằng 90 độ nữa. Như vậy thì mình sẽ suy ra theo dấu hiệu thứ tư đúng không? Nhưng mà mình phải chứng minh được góc này 90 và góc này 90. Mình chứng minh tương tự như cái bài A là sao em? Vì ta có gì? À, tức là cái em này là gì? Vì đây nha. Con ghi bút đen cho. Vì gì em? Vì CE như thế nào? Vì CF chứ, vì CF là đường cao đúng không? À, vì CF là đường cao của tam giác ABC. À, mình suy ra được gì em? CF vuông góc với AB. Cho nên mình sẽ suy ra được gì? CFB. CFB bằng bao nhiêu độ? CFB bằng 90 độ. Các em thấy không? Khi mà các em học thuộc dấu hiệu các em sẽ làm được mà. Tiếp theo, vì BE vuông góc với AC, vuông góc với AC, à là đường cao chứ, à, là đường cao trước ha. Vì BE là đường cao của tam giác ABC, nên mình sẽ suy ra được điều gì em? BE vuông góc với AC. Các em chịu khó nha. Những phần hình này các em phải chịu khó, các em phải cố gắng nhìn hình, các em phải cố gắng theo dõi thì các em mới làm được. Muốn giỏi thì phải học thôi em, không còn cách nào khác cả. Rồi mình sẽ suy ra được góc BAC bằng bao nhiêu độ em? BAC bằng 90 độ. Các em làm bài các em chú ý nè, góc là các em phải ghi góc, độ, độ, vuông góc ha, chứ các em đừng có quên cái góc này là người ta không hiểu cái gì hết, là người ta lại trừ điểm mình nữa. Rồi mà các em thấy hai góc này như thế nào em? À, bây giờ mình sẽ xét tứ giác đúng không? À, xét tứ giác gì đây? BFAC. BFAC. À, mình có điều gì em? Ta có hai chấm. À, ta có được điều gì nè? Ta có góc BFC. BFC bằng góc gì em? BE. BAC đúng không? BAC bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ, đúng không? Rồi sao nữa? À, đây điều thứ nhất. Ừ. Rồi điều thứ hai là gì nè? Hai góc này như thế nào? BFC và BAC cùng nhìn, phải không? À, cùng nhìn, à, cùng một nhìn về một cung trắng đúng không? Cùng nhìn về một cung trắng. Một cung trắng là gì đây? BC, được chưa? Cung thì mình sẽ ghi như thế này nè. Đó, cung BC, vậy mình sẽ suy ra được điều gì em? Suy ra tứ giác BF. À, tứ giác thì các em ký hiệu như thế này, em ghi chữ tứ giác cũng được. BFE AC như thế nào? Nội tiếp gì? Theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp, được chưa? Đó, như vậy là mình xong một câu này rồi. À, mình xong cái hình này rồi đúng không? Như vậy nó có hai trường hợp mình sử dụng hai dấu hiệu. À, tức là khi mà các em làm bài ấy, là nó sẽ có nhiều phần là cái hình nó sẽ rối hơn, cho nên khi làm các em vẽ cái hình nó to ra, nó rõ ràng ra. À, người ta cho mình cái gì thì mình mới vẽ vào, chứ đừng có vẽ nhiều đường quá là chứng minh không có ra. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bài thứ hai, để người ta cho mình cái gì nha. Thì bài thứ hai người ta cho mình như thế này. À,
để cô dời cái này đi đó. Chết rồi, không biết dời được không. Rồi, nó đi luôn cái hình rồi. Thôi, đây. Bây giờ không cần hình tí nữa, cô sẽ xóa cái này sau. Bây giờ các em nhìn đây. Cho tam giác nhọn. Tam giác nhọn ở đây người ta còn cho thêm AB lớn hơn AC nữa. Như vậy tí mình sẽ vẽ cái độ dài cạnh AB lớn hơn cạnh AC là được rồi. Còn nhọn thì mình sẽ vẽ nó cái góc đó nhỏ hơn 90 là được ha. Nội tiếp một đường tròn có các đường cao AE, BF và CK cắt nhau tại H. Bây giờ tới 3 đường cao luôn nha em. Chứng minh tứ giác BKHE và tứ giác BCFK nội tiếp. Rồi thì bây giờ cô sẽ xóa cái phần này đi. Bây giờ các em sẽ nhìn cái dấu hiệu nè. Nhìn dấu hiệu luôn rồi cô xóa ha. Nó không liên quan gì đến thứ nhất là nó không liên quan đến 4 điểm thuộc đường tròn rồi 4 điểm cách nhau đều tâm O đúng không? Vì đâu cho khoảng cách đâu. Như vậy là loại hai dấu hiệu đó. Qua cái dấu hiệu thứ ba, tổng hai góc đối nhau bằng 180 và có hai góc kề bằng cung chắn như một thao ghép kề bằng nhau cùng nhìn một cung chắn. Thì cái này tí mình sẽ xem thử nó có không nha. Thì một nó bằng được một trong hai đường hợp này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái này đi nè. Rồi chờ cô tí nha. Rồi. Còn nữa. Coi như cái em nghỉ giải lao 1 phút để mình qua bài tiếp theo. Sẵn tiện thì đăng ký kênh luôn cho cô nha. Rồi. Bây giờ các em sẽ qua cái bài số 2. Bài số 2 này là bài 2 nằm trong đề và tức là bài 7 nằm trong đề số 7 á. Cô ghi lại để bữa sau cô giải tiếp cái phần tiếp theo cho các em á. Bài số 2 mình có là một cái tứ giác. Rồi bây giờ mình đầu tiên là mình có AE, BE và CK. Thì ở đây cô vẽ là gì đây? AE, thấy chưa? AE vuông góc với BC. Rồi gì nữa? BF vuông góc với AC và CK vuông góc với AB. Những cái vuông góc thì nhớ lưu ý cho cô nha. Vẽ sao cho nó vuông góc nè. Rồi vuông góc thì cô vẽ luôn góc vuông. Bây giờ nó bảo chứng minh tứ giác BKHE. B nè, đầu tiên cô sẽ chấm vô đây nè. Cô sẽ chấm hình nổi lên cho các em nè. B nè, là một điểm B nè đúng không? K nè, H nè, E nè. Đó, như vậy các em nhìn ra nó là dấu hiệu thứ mấy không? Dấu hiệu thứ mấy? Thứ nhất là hai góc này nó đối nhau thì chắc chắn là dấu hiệu thứ ba rồi đúng không em? Các em thấy hai cái góc vuông này nè, nó nằm đối nhau. Còn hai đâu có hai góc kề nhau bằng 90 bằng độ với nhau đâu đúng không? Như vậy thì mình sẽ chứng minh nó theo dấu hiệu thứ ba. Và chứng minh theo dấu hiệu thứ ba thì ở đây người ta không có cho góc vuông mà người ta cho đường cao. Như vậy mình cũng sẽ làm tương tự như bài khi nãy đúng không? Bây giờ mình sẽ vì đúng không? Vì gì? Vì CK vuông góc với bài này cô làm nhanh đấy nha. Điểm qua bài kia. Vì CK vuông góc với AB đúng không em? Vì CK vuông góc với AB mà vì CK là đường cao. Vì CK là đường cao. Vì CK là đường cao của tam giác ABC. Mình suy ra được CK vuông góc với gì em? CK vuông góc với AB. CK vuông góc với AB đúng không? Mà H như thế nào em? H thuộc CK cho nên suy ra là gì? HK vuông góc với AB. Như vậy thì mình sẽ suy ra được điều gì? Góc HKB bằng 90 độ. HKB bằng 90 độ. Rồi, ý thứ nhất. Rồi mình qua tiếp. Vì cái gì nữa em? Vì AE vuông góc với BC. Vì AE. Khi các em làm bài các em lấy bút chì các em chấm vào không được. Vì AE vuông góc với B là đường cao. Là đường cao của tam giác ABC. Suy ra rằng AE vuông góc với B BC, đúng không? AE vuông góc với BC mà tiếp H
thuộc gì em? H thuộc gì? B. H thuộc AE đúng không? H thuộc AE. Suy ra HE vuông góc với BC. Suy ra tiếp điều gì em? Góc HEB bằng bao nhiêu độ? HEB bằng 90. 90 độ thì thứ hai. Đó không? Rồi, bây giờ mình sẽ xét gì? Xét tứ giác. À, tứ giác các em ghi tắt gì em được em? Tức là mình vẽ một cái hình tứ giác thôi, các em vẽ hình thôi á. À, tứ giác gì? KHEB đúng không? KHEB. Ta có là gì các em? Ta có góc này nè. Góc này bao nhiêu độ? À, HKE, à, HKB bằng với lại góc nào? À, cộng đi, à, mình cộng luôn. Ta có nè, à, góc này cộng với góc này, HEB bằng 180 độ đúng không? Rồi cái này theo chứng minh trên nè. Rồi tiếp theo thứ hai là mình có được điều gì nữa? Hai góc này như thế nào em? À, góc HKB và góc gì? HEB đối nhau đúng không? Đó. Đấy, từ đây mình sẽ suy ra là gì đấy? À, tứ giác KHEB nội tiếp. Mở ngoặc ra theo cái gì? Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đúng không? Đó, rồi. À, chúng ta xong cái bài chứng minh BKHE. Bây giờ chúng ta sẽ qua các em nhìn qua một lần nữa nè. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái bài BKHE rồi ha. Bây giờ người ta yêu cầu mình chứng minh cái gì? BCFK nội tiếp đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa đi cái phần này. Chúng ta đi chứng minh BCFK. Các bạn nào xem thử là BCFK nó thuộc cái dạng nào vậy? Dấu hiệu máy vậy? Chúng ta sẽ đổi màu đi ha. Đổi màu một tí cho các em dễ nhìn. BCFK B C F K. Đây. Này cô tô lên như vậy luôn á. BCFK như vậy chúng ta phải vẽ một cái đường gì em, cho nó thành một cái tứ giác đúng không? Vẽ cái đường BF. Rồi mình có cái đường BF rồi, mình chứng minh cái tứ giác này nó nội tiếp thì nó lại quy về tương đương giống như cái bài bên kia đúng không? Góc này bằng 90, rồi góc này như thế nào cũng bằng 90 đó. Như vậy thì hai góc này kề nhau, hai góc kề nhau bằng 90 độ cùng nhìn cung BC phải không? BFC thì nhìn BC, BKC thì nhìn cung BC đó. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra là gì nè em? Cái này là dấu hiệu thứ tư đúng không? Dấu hiệu thứ tư, hai góc bằng nhau cùng nhìn về một cung trắng đó. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tiếp. Vì chứng minh cái góc này bằng 90, góc này bằng 90 để chứng minh được hai góc bằng nhau đó em ha. Rồi chứng minh đây, bây giờ vì cái gì đây? CK đúng không? Vì CK. Tại vì cái bài này vì sao người ta cho thêm một số cái chi tiết mà khi dùng tới, tại vì mình còn chứng minh câu B câu C nữa đó em ha. Cho nên là mới nằm nó làm câu A thôi mà. Vì CK vuông góc với A, vì CK là đường cao. Vì CK là đường cao của tam giác ABC. Đó. Cho nên mình suy ra được gì? CK vuông góc với AB. Có CK vuông góc với AB rồi thì mình mà gì? Mà cái này không cần mà luôn, CK vuông góc với AB rồi xong. Rồi suy ra được điều gì? Góc CKB bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ đúng không? Rồi vì điều gì nữa? Sao cái bút của cô nó càng lúc càng đậm lên nha? Vì BF là đâu em? BF vuông góc với, vì BF vuông góc với AC. Suy ra được điều gì em? Góc nào? BFC đúng không? BFC bằng bao nhiêu độ?
bằng 90 độ. Đó, vì BFC đó. Bây giờ mình sẽ có hai góc này bằng 90 và cùng nhìn về cái cung này. Nhưng mà mình phải gì đây? Xét tứ giác. Tứ giác gì? BKFC. BKFC ta có hai chấm. Ta có điều gì nè? À, góc này bằng góc này bằng 90 độ đúng không? À, CKB bằng góc BFC bằng 90 độ. Rồi gì nữa? Góc CKB và góc BFC cùng nhìn cung AB đúng không? À, cùng nhìn một cung trắng ha. Cùng nhìn cung trắng gì đấy? BC đúng không? Cho nên mình sẽ suy ra được điều gì? Tứ giác. Tứ giác BKF. Cái bút này thì lại nhạt quá. Cô tăng lên xíu. À, suy ra tứ giác BKFC. À, nội tiếp theo dấu hiệu, theo dấu hiệu em, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp nha. Đấy, rồi bây giờ mình xong luôn cái phần xong luôn cái bài 2 rồi em, thì nó cũng tương tự như bài 1 đúng không, nhưng mà cái hình nó hơi phức tạp một xíu thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ như vậy thì chúng ta xong hai cái phần là dựa vào dấu hiệu thứ ba và dấu hiệu thứ tư để chứng minh rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái bài nó khó hơn một tí xíu, tức là nó nhắc về lại tiếp tuyến với các tuyến. Thì thông qua cái bài học này thì các em sẽ biết được là tiếp tuyến là cái gì và các tuyến là cái gì, tức là giống như mình ôn lại đúng không ha? À, qua bài này thì người ta cho mình cái gì nè? Cho mình một cái đường tròn tâm O bán kính R. A là điểm nằm ngoài, ta là đường tròn. AB và AC là hai tiếp tuyến. AB rồi cô vẽ bị nhầm rồi. À, cô vẽ lại nha. AB và AC. AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn. Như vậy tiếp tuyến mình vẽ như thế nào em? Tiếp tuyến thì các em vẽ cái đường thẳng này nó tiếp xúc tiếp xúc với đường tròn. Và cái bán kính này từ đây, từ cái bán kính mà vẽ lên á, tức là liên quan ngay cái tiếp điểm thì là vuông góc, được chưa? Tức là bán kính sẽ vuông góc với cái tiếp tuyến này ngay tại tiếp điểm. Thì đó là cách vẽ tiếp tuyến và nó cũng là một cái tính chất luôn ha. Bán kính OB sẽ vuông góc với tiếp tuyến AB tại tiếp điểm B. Rồi mình có AIK là các tuyến. AIK các tuyến này như thế này em, nó vẽ vào phía đi trong vào đường tròn ha. Nó tạo thành một cái cung tròn luôn. AIK nè. Yeah. Còn tiếp tuyến thì vẽ tiếp xúc, các tuyến thì vẽ đi vào. Chứng minh OBAC nội tiếp. Cô sẽ chứng minh như này. O bút đỏ nha. OBAC nội tiếp. Thì bây giờ mình lại nhìn thấy được điều gì? Người ta cho là gì đây? A là điểm nằm ngoài này nội, chứ người ta không có cho cách đều hoặc là không có cho khoảng cách đúng không? Không có cho khoảng cách thì chúng ta sẽ không dùng được cái số 1 và cái số 2. Chúng ta sẽ đi vào cái số 3 là các em thấy là hai góc đối đúng không? Hai góc đối. Hai góc đối bằng cái gì nữa em? Bằng 90 độ. Vì mình có tính chất của tiếp tuyến là điều gì đây? Có tính chất của tiếp tuyến là gì? Tiếp tuyến như thế nào em? Vuông góc với bán kính ngay tại tiếp điểm, cho nên mình có OB vuông góc với có OB sẽ vuông góc với AB, OC sẽ vuông góc với AB. Cho nên mình mà hai góc này đối nhau nữa, nhưng mà chúng ta sẽ dùng dấu hiệu thứ ba đúng không? Cái đề bài người ta chỉ cho mình khá một tí thôi, nhưng mà về dấu hiệu tính chất nó cũng như vậy. Chỉ cần các em nhìn ra cái hình nó thì các em sẽ làm được. Và vẽ, tất nhiên là các em phải vẽ hình đúng với vẽ hình sai sao làm được đúng không em? Rồi bây giờ mình sẽ đi làm luôn nè. Mình chứng minh cái đó nội tiếp đúng không? Câu A. Chứng minh vì ở đây có hai câu nên cũng là AB luôn. Chứng minh OB AC nội tiếp. Rồi. Thì vì đầu tiên các em sẽ có điều gì các em? Đầu tiên thì mình cũng có là gì? Vì AB như thế nào các em? Là tiếp tuyến của đường tròn O. Vì AB là, cô ghi tắt cho này ha, là tiếp tuyến
của đường tròn O, phải không? Suy ra được điều gì? OB vuông góc với AB. Được chưa? OB vuông góc với AB mình sẽ suy ra được điều gì? À, như thế nào? OBA bằng bao nhiêu độ em? OBA bằng 90 độ. Được chưa? À, đáng lẽ cô sẽ ghi là OB vuông góc với AB, mở ngoặc, AB là tiếp tuyến của đường tròn O. Nhưng đối với một số bạn thì ghi như vậy là bị ngược, nên các bạn sẽ rất là khó hiểu bài. Cho nên cô vì rồi nên như vậy thì các em sẽ nhớ được các bước làm bài hơn. Rồi khi các em mà giỏi rồi, các em sẽ ghi ngược hoặc ghi xuôi đều được hết nha. Vì AB là tiếp tuyến O nên OB vuông góc với AB, cho nên mình suy ra góc OBA bằng 90 độ, mình có cái vế thứ nhất. Rồi chưa? Ý thứ hai, các em cứ làm cho nó ôm hết cái hình là được. Vì AC là gì em? AC là tiếp tuyến của O nên suy ra AC OB OC vuông góc với AC. Cô ghi vậy nó cho thuận thôi. Ở đây mình ghi OB thì dưới mình ghi OC, đây AB mình ghi AC cho nó đẹp thôi. Rồi thì mình sẽ suy ra được điều gì? Góc OCA bằng OCA bằng 90 độ, đúng không? Rồi đến lúc đó bây giờ mình xét tứ giác gì? Xét tứ giác OBA AC ta có hai chấm. Ta có điều gì em? Ta có hai góc này như thế nào? Cộng lại bằng bao nhiêu độ? Góc này và góc này nè. Ta có góc OBA cộng góc OCA bằng 180 độ. Và thêm một cái ý nữa là gì? Hai góc phải đối nhau đúng không? Cho nên mình có là gì? Mà OBA và góc OCA như thế nào em? Đối nhau, thấy chưa? Cho nên mình suy ra được điều gì? Mình suy ra tứ giác OBAC nội tiếp mở ngoặc ra, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp, được chưa em? Đó, như vậy mình xong câu A rồi đó, đơn giản không? Các em chứng minh nội tiếp được chưa? Tới đây các em hiểu chưa? Nhờ các em tua lại cái video, thế hả, các em xem xong cũng được. Xong rồi các em chép cái đề ra, các em làm thử. Hoặc là các em lấy bài tập trong sách giáo khoa, các em làm thử. Tại vì nó nằm trong bốn dấu hiệu này thôi, các em chắc chắn sẽ làm được. Các em cố gắng làm nha, để sau này khi ra đề thi, các em sẽ là đề thi tuyển sinh cùng với cô, thì các em làm được cái phần này nha. Nhớ là những cái, các em phải nhớ là những cái bài mà toán đại các em cũng phải học nha. Là những cái video đó cô ra rất là dễ hiểu, các em theo dõi. Cô sẽ đồng hành cùng các em đến hết cái kỳ thi tuyển sinh này mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần câu B. Cô xóa cái phần này đi nha. Rồi cô xóa phần này. Đây. Ui. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình lại làm gì em? Nghỉ ngơi một tí xíu nhé, nghỉ ngơi một tí xíu, like khen cho cô nè, bình luận gì đó, bình luận cô ơi giải cho em phần này, giải cho em phần kia. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu B em. H là trung điểm của IK, IK như vậy thì IK là cái cung này nè em, I nè, K nè là cái đoạn này đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ H là trung điểm. Bây giờ mình đo như thế nào, mình lấy cái thước mình làm cho đường hoàng nha. Bây giờ mình lấy cái thước này mình đo. Ở đây là 25, 26, 27, 28, 29, 30 đúng không các em? Như vậy thì đây, từ 25 đến 30 là 5, như vậy là 2,5 đúng không? 25, 3,5. Đây mình vẽ đây điểm H nè. Cái màn hình này rất là trơn các em, để cái thước một tí là nó lệch ngay. Đó. Rồi, điểm H. Vẽ được mừng quá trời. Rồi bây giờ người ta nói là gì đây? H là trung điểm của IK, chắc chắn có liên quan gì đến O rồi, cho nên cô vẽ lên này. IOH. Bây giờ mình có một cái tính chất là như thế này nè em. Nào cô nhắc lại tính chất cho các em ha. Thì một cái cung tròn này ha, một cái đường kính như nè, cái bán kính này nè, nó sẽ vuông góc với cái IK này,
Để chưa? Bán kính ở trong bài này mình học nè. IK sẽ vuông góc với là gì? OH tức là bán kính. Bán kính nó lại phải vẽ ra tới đây đúng không em? Đó, nhưng mà mình không cần thiết, mình chỉ vẽ đến gì đi? OH thôi, vì OH mà kéo thẳng ra thì nó cũng là bán kính rồi nè, đúng không? Cho nên mình sẽ suy ra là gì đấy? À, mình đã có được OH vuông góc với gì đấy? IK. Đây là trung điểm đó em ha. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào làm cái bài này như thế nào nha. Thì các bước làm như thế này thì người ta cho người ta bảo mình đi chứng minh OHBA cùng thuộc một đường tròn. Như vậy cùng thuộc một đường tròn nhiều như cái bài nãy cô cho các em xem hình trong sách giáo khoa thì cùng thuộc một đường tròn có phải là nội tiếp không? Thì cái bước các em làm là như thế này, các em sẽ chứng minh nó. Chứng minh cái tứ giác này nè, nó như thế nào em? Nó nội tiếp. Khi mà nó nội tiếp rồi mình sẽ suy nó như thế nào? Thuộc một đường tròn, được chưa? À, thuộc một đường tròn tức là từ dấu hiệu thứ 3 hoặc thứ 4 gì đó mình sẽ suy ngược qua dấu hiệu thứ nhất. À, rồi, bây giờ mình sẽ đi chứng minh như thế nào? OH, bây giờ cô sẽ làm dấu nha. O vậy nè, O H B A. OHBA các em thấy nó góc H và góc B như thế nào đây? Thứ nhất là hai góc đối nhau thì không thể cộng lại bằng 180 rồi nè, đúng không? Cô nào sẽ nối cái hình này cho các em coi nè. Đây. Đầu tiên mình sẽ nối OA. OA. Rồi. À, mình nối HB. Để cho nó thành một cái tứ giác em ha. Chứ nó chưa thành một tứ giác thì làm sao mình chứng minh nội tiếp được. Rồi. Mình có là gì đây? Người ta phải chứng minh OH. OH BA đúng không? À, như vậy thì bốn cái này nội tiếp. Nội tiếp tức là cùng thuộc một đường tròn. À, nhớ nha. Rồi, như vậy thì các em thấy rằng là hai góc này, này cái góc này nè, góc H với góc B này nè, nó bằng 90 độ đúng không em? Như vậy mình sẽ dùng dấu hiệu thứ tư đúng không? Dấu hiệu thứ tư là hai cái cùng nhìn một cái gì đấy, một cái cung trắng là OA. À, tức là các em nghĩ OA nó đâu có nằm trong đường tròn nào đâu cô, đúng không? Không, khi mà mình chứng minh nó là một cái tứ giác nội tiếp một cái đường tròn rồi á, thuộc một đường tròn rồi thì chắc chắn cái OA này là cái gì các em biết không? Là đường kính đó, là mình sẽ vẽ ra được một cái đường tròn nó nằm ở trên đây nè, hiểu chưa? À, như vậy là các em cứ nhớ là nó thuộc một cung trắng là được ha. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ đi chứng minh. Mình chứng minh như thế nào nè? Đầu tiên mình ôn lại kiến thức một tí ha. Đầu tiên thì góc này các em có thể chứng minh được 90 độ rồi đúng không? Vì như thế nào? Như cái câu A mình đã có là gì đây? OB, góc OBA bằng 90 độ là chứng minh trên rồi đúng không? Rồi mình sẽ ghi lại nè. Thứ nhất là mình xét luôn ha. Mình xét gì? Xét tứ giác O gì đây em? OHBA. Ta có điều gì? Ta có góc OBA bằng bao nhiêu độ em? OBA bằng 90 độ theo gì đấy? Chứng minh trên hồi nãy mình có chứng minh rồi mà, đúng không? Rồi qua cái thứ hai là mình sẽ đi chứng minh góc OHA này bằng 90 độ nữa. Mình chứng minh như thế nào nha? Mình chứng minh nè. Đầu tiên thì các em thấy cái IK là cái dây cung đúng không? OH như thế nào? H là trung điểm. Như vậy mình có một cái tính chất là đường kính, quan hệ giữa đường kính và dây cung. Thì đường kính này nó sẽ vuông góc tại trung điểm của cái dây cung đó ha, tại cái trung điểm của cái đường này nè. Như vậy thì ở đây mình sẽ làm như thế này. Mình có cái gì em? Vì H là trung điểm của ai? Vì H là trung điểm của IK. Em thấy đúng không? Vì H là trung điểm của IK. Như thế nào cho nên mình suy ra được là điều gì đấy? OH vuông góc với gì vậy em? Vuông góc với vuông góc với IK. Theo tính chất là gì? Quan hệ giữa đường kính và dây cung. Đường kính, bán kính, đường kính và dây cung. Nhắc lại cô nha, chỗ này vì OH này, thứ nhất H là trung điểm của IK nè, rồi như thế nào nữa, cái
nói cái OH này nối từ tâm O, cho nên OH mà nối thẳng ra như thế này nè em, thì nó là một cái đường kính được không? À, được không? Đó, nó nằm trên cái đường kính rõ ràng, cho nên cái OH này sẽ vuông góc với IK. Các em nhớ khi người ta cho cái em là H như thế nào, em là trung điểm của IK, thì OH chắc chắn sẽ vuông góc với IK theo quan hệ giữa đường kính và dây cung, được chưa? Rồi, mình có được cái OH vuông góc với IK thì mình sẽ suy ra được góc OHI này bằng bao nhiêu độ em? Góc OHI suy ra OHI bằng 90 độ, được không? Rồi, mình có góc đó 90 độ. Bây giờ mình sẽ từ điều số 1 và điều số 2 mình sẽ suy ra gì? Từ 1 và 2 mình suy ra được điều gì vậy em? Hai góc này như thế nào? Góc gì đây? OBA bằng góc OH OHI, được chưa? Một cái mà mình có góc gì này? OHI hay là OHA cũng được. OHA, được chưa? Vì sao? Vì cái đường này nó nằm chung trên cái điểm Y, nó nằm trên cái đường AH mà em. Cho nên là OHA bằng luôn góc OH OHA, được chưa? Mà mình có là gì? OHA với góc gì? OBA. OBA như thế nào em? Cùng nhìn cung trắng gì đây? OA. Đấy, như vậy thì mình sẽ suy ra được điều gì? Suy ra tứ giác OHBA nội tiếp OHB nội tiếp theo cái gì? Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp, được chưa? Rồi, các em suy ra được điều này thì vẫn chưa xong, vì người ta yêu cầu mình chứng minh nó thuộc một đường tròn cơ mà. Giờ mình sẽ suy ra tiếp. Vậy OHBA cùng thuộc một đường tròn, được chưa? Đường tròn nào vậy em? Đường tròn. Đường kính là gì đây? Đường kính OA. Hoặc là đường tròn tâm gì đó bán kính là OA chia 2 cũng được ha. Đường kính OA. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong cái bài. Cô nhìn lại cô thấy cái chữ của cô, trời ơi, nó ngoẹt ngoạc, nó giống kiểu mình ghi trên đây nó không có được ghi trên giấy em à. Nó trơn lắm. Nhưng mà như này thì nó có cái hình vẽ, nó có màu thì các em dễ theo dõi hơn. Như vậy là mình xong cái bài này rồi em ha. Mình xong cái bài tứ giác nội tiếp thì nó có khó mất mấy thì nó cũng chỉ tới đây là cùng thôi em. Nó không có khó hơn. Quan trọng là những cái câu phía sau thôi. Những câu phía sau thì tiếp tục sẽ có những cái video tiếp theo cho các em ha. Rồi các em muốn cô giải những cái đề của tỉnh nào thì các em comment ở phía dưới video này nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh cho cô nha. Rồi, chúc các em học tốt.